Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Quan chức Ukraine cảm ơn một du khách người Nga đã tiết lộ vị trí nơi quân Nga để vũ khí. Du khách Nga trên chiếc xe siêu tốc đã vô tình tiết lộ vị trí vũ khí của ông Putin ở Crimea khi Ukraine chế giễu bức ảnh chụp kỳ nghỉ hữu ích của ông ta. Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, một khách du lịch người Nga đang tạo dáng trên chiếc siêu tốc của mình đã vô tình tiết lộ vị trí của hỏa tiễn phòng không. Bức ảnh chụp kỳ nghỉ cho thấy người đàn ông bụng phệ đứng cạnh dàn hỏa tiễn mà Kyiv cho biết là ở bán đảo Crimea, một địa điểm nổi tiếng với khách du lịch Nga. Crimea đã bị Nga sát nhập bất hợp pháp vào năm 2014, nhưng các lực lượng của họ gần đây đã bị tấn công bởi một cuộc tấn công quy mô lớn do Ukraine thực hiện, khiến khách du lịch trên các bãi biển gần đó phải bỏ chạy. Bộ Quốc phòng Ukraine công bố bức ảnh người đàn ông trên chiếc siêu tốc của anh ta cùng với lời chế giễu cảm ơn sự giúp đỡ của anh ta. Có lẽ chúng ta đang quá khắt khe với khách du lịch Nga. Đôi khi họ có thể thực sự hữu ích. Giống như người đàn ông này, ông ấy đã chụp ảnh tại các vị trí phòng không của Nga gần Yevpatoria ở Crimea bị chiếm đóng. Cảm ơn rất nhiều và hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. Trong một trường hợp khác, một bức ảnh khác đã tiết lộ vị trí bộ chỉ huy của nhóm lính đánh thuê Wagner thân Nga. Quân Ukraine chỉ được biết về vị trí của căn cứ Wagner ở Luhansk sau khi phóng viên chiến trường Nga Serhii Surida đến thăm căn cứ này hôm 8 tháng 8. Và công bố một bức ảnh để lộ địa chỉ của căn cứ đó. Surida đã công bố một bức ảnh cho thấy Wagner đã thiết lập một căn cứ trong một tòa nhà dân cư, coi đó là trụ sở chính của nhóm. Một trong những bức ảnh cho thấy tấm biển ghi địa chỉ của hầm trú bom gần nhất là số 12, phố Mironinska. Các kênh Telegram thân Nga kêu gọi Bộ Nội vụ Nga bắt khẩn cấp phóng viên chiến trường này vì đã để lộ một thông tin gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Cho đến nay, Surida vẫn chưa bị bắt. Thành ra có những tin đồn cho rằng phóng viên chiến trường này không ngây thơ nhưng đã được chỉ đạo để cung cấp thông tin quý giá đó cho phía Ukraine. Wagner đã gây ra rất nhiều tội ác chiến tranh tại Ukraine. Giờ đây, trong bối cảnh Putin nhận thức rõ ràng, ông ta không thể thắng nổi trong cuộc chiến tại Ukraine. Wagner phải biến mất để thủ tiêu tất cả các chứng tích. Tổng thống Zelensky tặng Thủ tướng Johnson huân chương tự do tại Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao tặng Thủ tướng Vương quốc Anh Boris Johnson huân chương tự do Ukraine. Lễ trao giải diễn ra tại Kyiv khi Thủ tướng Anh đến thăm Ukraine vào ngày độc lập của Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ ba của Thủ tướng Boris Johnson kể từ khi Nga xâm lược nước này. Hôm nay, vào ngày độc lập của chúng ta, ngày mà chúng ta kỷ niệm bất chấp mọi thứ đang diễn ra, tôi có vinh dự được thay mặt cho tất cả người dân Ukraine trao tặng Boris một huân chương tự do. Giải thưởng này phản ánh đầy đủ tất cả những gì Boris đã và đang làm cho đất nước chúng tôi và cả Âu Châu, Tổng thống Zelensky nói. Chuyến thăm hiện tại tới Kyiv là chuyến thăm thứ ba của Johnson tới Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga và lần thứ tư trong năm nay. Hàng nghìn người Ukraine đã ký một bản kiến nghị yêu cầu Boris Johnson trở thành thủ tướng của họ để ghi nhận sự ủng hộ của ông đối với Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải tuyên bố sẽ từ chức sau vụ tai tiếng liên quan đến một đồng minh bị cáo buộc có hành vi sai trái tình dục và ông đã không thể giải quyết vấn đề đến nơi đến chốn. Mặc dù mất đi sự nổi tiếng trong nước và cuối cùng buộc phải tuyên bố từ chức sau khi hàng chục bộ trưởng ra đi vào đầu tháng 7, Johnson vẫn là một nhân vật được sùng bái ở Kyiv vì đã lên tiếng ủng hộ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Những bức ảnh, bức tranh tường
và thậm chí cả những chiếc bánh ở thủ đô của Ukraine cũng mang hình dáng của người đàn ông mà một số người Ukraine trìu mến gọi là Johnsoniuk, một chuỗi cửa hàng bánh mì xanh điệu ở Kyiv, thậm chí còn dành riêng một chiếc bánh ngọt cho anh ấy dưới hình thức một chiếc bánh táo phủ bên trên là một lớp bánh trứng đường để phản ánh mái tóc bù xù đặc trưng của anh ấy. Bản kiến nghị gửi tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky liệt kê những điểm mạnh của Johnson là sự ủng hộ trên toàn thế giới dành cho Boris Johnson, một lập trường rõ ràng chống lại cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine và sự khôn ngoan trong các lĩnh vực chính trị, tài chính và pháp lý. Sự sụp đổ của Thủ tướng Boris Johnson đã gây ra sự vui mừng và chế giễu ở mặt tư khoa, trong khi ở Kyiv, Volodymyr Zelensky bày tỏ sự buồn bã trước sự từ chức của đồng minh quan trọng của mình. Johnson, người ủng hộ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến và là nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước G7 đến thăm Kyiv vào tháng 7 và là nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước G7 đến Kyiv vào tháng 4, đã nổi lên như một nhân vật được yêu thích ở Ukraine. Tất cả chúng tôi đều nghe tin về việc Johnson từ chức với nỗi buồn, Zelensky nói trong một tuyên bố sau khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại. Không chỉ tôi mà toàn bộ xã hội Ukraine đều rất buồn rầu trước tin này. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng sự ủng hộ của Vương quốc Anh sẽ được duy trì, nhưng sự lãnh đạo và sức hút của cá nhân bạn đã khiến nó trở nên đặc biệt. Trong video gửi quốc dân đồng bào, Tổng thống Zelensky gọi Thủ tướng Johnson là bạn bè chí thiết và nói rằng tất cả người dân Ukraine đều rất đau buồn trước tin lãnh đạo đảng bảo thủ từ chức. Tại Nga, sự ủng hộ của Johnson đối với Ukraine đã khiến ông trở thành mục tiêu thường xuyên của truyền thông nhà nước. Điện Cẩm Linh mô tả ông là nhà lãnh đạo chống Nga tích cực nhất. Phát ngôn nhân của Vladimir Putin, Dmitry Peskov nói, ông ta không thích chúng tôi cũng không thích ông ta. Năm tổn thất quân sự lớn nhất của ông Putin ở Ukraine khiến ông ấy mất hơn 1 tỷ USD. Theo tính toán của Forbes, năm tổn thất quân sự đắt giá nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine khiến ông mất hơn 1 tỷ USD. Tính toán đã xác định chính xác tổn thất đáng giá và đau đớn nhất của quân đội Nga khi tàu chiến mặc tư khoa, xoáy hạm của hạm đội Hắc Hải của Nga trị giá 750 triệu USD bị chìm hồi tháng 4. Ukraine nói rằng họ đã tấn công và đánh chìm con tàu, mặc dù Nga nói rằng đó là một vụ hỏa hoạn trên tàu khiến chiếc tàu tuần dương bị chìm. Bốn thiệt hại lớn nhất khác của Nga, một máy bay Il-76 trị giá 86 triệu đô la, tàu tấn công đổ bộ Saratov 75 triệu đô la, máy bay Su-30SM 50 triệu đô la và máy bay Su-34 trị giá 40 triệu đô la, mang lại tổng cộng hơn 1 tỷ đô la. Forbes tính toán rằng từ thời điểm bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2 đến thời điểm kéo dài 6 tháng vào ngày 24 tháng 8, Nga đã mất 12.142 thiết bị trị giá 16.056 tỷ USD, tổng số không bao gồm hỏa tiễn của Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận xác nhận về giá trị thiệt hại của quân đội. Lễ kỷ niệm 6 tháng bắt đầu cuộc chiến vào thứ Tư, cũng rơi vào ngày độc lập của Ukraine, là cột mốc đáng chú ý trong cuộc chiến mà một số người Nga tin rằng sẽ dẫn đến chiến thắng nhanh chóng của Nga. Nhưng Ukraine đã tận dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả hệ thống hỏa tiễn cơ động cao của Mỹ, gọi tắt là HIMARS, trong những tuần gần đây để thực hiện các cuộc tấn công thành công nhằm vào các mục tiêu của Nga. Trong khi Ukraine ghi lại những chiến thắng này, mặc tư khoa bị cho là đã thực hiện các lệnh ép buộc để lấp đầy các vị trí còn trống trong hàng ngũ của mình, đồng thời đưa ra các ưu đãi bằng tiền mặt cho quân đội hiện tại để thúc đẩy họ chiến đấu. Tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Barry McCaffrey, hôm thứ Hai đã thuyết rằng ông Putin đã hết ý tưởng và sẽ thấy mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhanh chóng đối với bản thân trong cuộc chiến. Ông cũng nói rằng quân đội của Putin đang hoạt động trong một chiếc hộp, trong khi nước Nga nói chung đang có dấu hiệu căng thẳng nghiêm trọng do tổn thất quân sự ngày càng tăng và sự cô lập về kinh tế. Trái ngược với đánh giá của McCaffrey, Nga tiếp tục bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thành công trong hoạt động quân sự đặc biệt. Ivan Nechayev, Phó Cục trưởng Cục Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga,
cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm tuần trước rằng các mục tiêu của đất nước ở Ukraine sẽ đạt được. Ông nói, chỉ khi các mục tiêu của Nga đạt được thì mới có thể bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Hiện chưa rõ thiệt hại về thiết bị của Ukraine trong cuộc chiến so với Nga là bao nhiêu. Cơ quan nghiên cứu quốc hội cho biết trong một báo cáo vào cuối tháng 6 rằng chuẩn tướng Ukraine Volodymyr Karpenko ước tính rằng một số đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị thiệt hại tới một nửa số trang thiết bị của họ. Ít nhất 22 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào nhà ga xe lửa vào ngày độc lập của Ukraine. Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào một nhà ga đường sắt Ukraine khi nước này đánh dấu 6 tháng kể từ khi mặt tư khoa xâm lược vào ngày độc lập bị lu mờ bởi những cảnh báo về các cuộc tấn công tàn bạo hơn nữa. Phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hỏa tiễn đã tấn công một đoàn tàu trong một nhà ga ở thị trấn Chaplin, cách Donetsk ở miền đông Ukraine, khoảng 145 km về phía tây. Lực lượng cứu hộ đang làm việc, nhưng thật không may, số người chết có thể tăng lên, Zelensky nói. Một đứa trẻ 11 tuổi đã chết trong vụ tấn công, Kirill Tymoshenko, phó người đứng đầu chính quyền Tổng thống Ukraine, cho biết trong một thông điệp trên kênh Telegram của mình. Ukraine đã phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công đặc biệt nặng nề xung quanh ngày lễ kỷ niệm tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô năm 1991. Trước đó trong ngày, còi báo động của cuộc không kích đã vang lên trên tại nhiều lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Cảm giác điềm báo ngày càng sâu sắc hơn khi có lời cảnh báo từ Tòa Bạch Ốc rằng người Nga đã tăng cường chuẩn bị để tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả mạo ở các vùng bị chiếm đóng như một tiền đề cho các cuộc thôn tính và họ có thể bắt đầu trong vài ngày hoặc vài tuần. Không quân Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay trực thăng K-52 của Nga. Không quân Ukraine cho biết hôm thứ Tư rằng các đơn vị hỏa tiễn phòng không đã hạ gục một máy bay trực thăng K-1, K-52 của Nga. Đó là chiếc K-52 thứ hai mà họ tường trình đã phá hủy trong vài ngày qua. Theo một bài đăng trên Facebook của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội nước này đã bắn hạ chiếc trực thăng qua đêm ở miền đông Ukraine, nơi cuộc chiến của Vladimir Putin hiện đang tập trung. Chúc mừng Ngày Quốc khánh Ukraine, bài đăng cho biết. Máy bay trực thăng K-52 của không quân Nga, còn được gọi là Alligator, được giới thiệu vào năm 1996. Nó là một máy bay trực thăng tấn công trong mọi thời tiết có thể được sử dụng chống lại cả các mục tiêu có bọc thép và không bọc thép, các mục tiêu trên không, tốc độ thấp và cả binh sĩ. K-52 cũng được triển khai như một bệ giám sát và đài chỉ huy trên không cho một nhóm máy bay trực thăng tấn công. Diễn biến này diễn ra khi Ukraine đánh dấu 31 năm độc lập khỏi Liên Xô trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và tăng cường an ninh ở thủ đô Kyiv vì lo ngại các cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu xúc động hôm thứ Tư rằng Ukraine đã tái sinh khi Nga xâm lược 6 tháng trước vào ngày 24 tháng 2. Một quốc gia mới đã xuất hiện trên thế giới vào 4 giờ sáng ngày 24 tháng 2. Nó không được sinh ra mà được tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia đã không chạy trốn, không bỏ cuộc. Ông nói và thề sẽ tái chiếm các khu vực ở miền đông Ukraine đã bị lực lượng của Putin chiếm giữ. Điều gì đối với chúng tôi là kết thúc của chiến tranh? Chúng tôi thường nói, hòa bình. Bây giờ chúng tôi nói, chiến thắng. Ông nói, các đường phố của Kyiv đã được biến thành một triển lãm quân sự ngoài trời trước ngày độc lập của Ukraine, với các thiết bị quân sự bị phá hủy của Nga được trưng bày. Valery Zaluzhny, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã phát hành một video trên Facebook để đánh dấu ngày độc lập của Ukraine. Độc lập cảm thấy như thế nào? Những người đang đấu tranh cho nó biết hương vị của nó. Ông nói, đó là hương vị của trái đất ăn vào da của bạn, vị của máu và tử khí làm bão hòa không khí, vị mặn của nước mắt. Độc lập là một trách nhiệm mà bạn phải gánh chịu. Bạn bước vào một trận chiến mà biết rằng không phải ai cũng sẽ sống sót sau trận chiến. Họ sẽ ở lại với bạn mãi mãi, những người sống và những người chết, theo lương tâm của bạn.
trong trí nhớ của bạn. Zaluzhny nói rằng nền độc lập của Ukraine có tiếng nói. Độc lập chỉ có thể có được khi mọi người chuẩn bị chiến đấu cho nó. Tôi biết ơn các bạn, những người bảo vệ Ukraine. Rất vinh dự khi được phục vụ cùng các bạn. Tưởng nhớ vĩnh viễn các anh hùng đã ngã xuống. Vinh quang vĩnh cửu cho những người đang sống. Niềm tự hào cho Ukraine. І червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну країну гей розвеселимо. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну країну гей розвеселимо. Весенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. Пам'ятую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну країну гей розвеселимо. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну країну гей-гей розвеселимо. Боже, великий, єдиний,
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.